chuẩn bị đến kèo 44 bãi biển nha các bạn. Team xem một thứ đánh cho Hải Phòng đối đầu với team Cao Sơn Thành phố Hồ Chí Minh nha. Giao bóng trước. Điểm 0-0. Theo thông tin thì sang thứ đánh cho Sanet nhưng mà tới phút cuối thì được chuyển về Hải Phòng nữa mà. Điểm 1-1. Điểm 2-1. Số 4 nằm tới các bạn. Số 5 Đăng Méo. Số 1 Quý Nhóc. Số 2 Liên Quốc. Số 3 Cao Sơn. Điểm 3-1. Điểm 2-3. Bên tay trái bàn phân lý là trong cái một bóng. Sang thứ các bóng tốt không? Điểm 4-2. Điểm 5-3. Số 6 bên Hải Phòng là Luân nha các bạn. Vừa đập bóng ở ngoài. Điểm 4-5. Nhắn tin kể là cháu Nguyễn Trung Tiền 6 tuổi. Tại là sang thứ A-6 ở đâu xin đưa về trạm truyền thông bãi biển hoặc khách sạn Hải Yến. Điểm 6-4. Ngoài. Nhắn tin kể là cháu Minh Trước 8. Điểm 5-6. Điểm 7-5. Đăng Méo. Nguyễn Nhóc. Đăng Méo. Rất tốt. Điểm 6-7. Công sân. Nhắn tin thể làm cháu Nguyễn Thiên Tiến 9 tuổi, cháu có bố tên Hùng, mẹ tên Hằng. Thời điểm cháu mặc áo phao màu vàng. Vậy ai từ cháu ở đâu khi về để chạy tiền thông bãi biển hoặc khách sạn Hải Yến. Điểm 8-6. Nhắn tin kể là cháu Minh Phước 8 tuổi, cháu có bố tên Hằng, mẹ tên Tình. Thời điểm cháu mặc đồ tay áo phao màu vàng. Vậy ai từ cháu ở đâu khi về để chạy tiền thông bãi biển. Bóng ngoài. Số 4 về đó rồi. Công an thành phố Cần Thơ thông báo. Điểm 7-8. Hiện nay xe ô tô mang biển kiểm soát 36A 11047 hiện đang đổ đỗ sai quy định. Ai là chủ nhân của phương tiện trên nên di chuyển phương tiện về bãi đỗ xe theo quy định. Điểm 9-7. Nguyễn Nhau.
đăng méo. Dưới dưới. Không sáng dưới. Điểm 10-7. Bóng ngoài. Công an thành phố Cần Thơ thông báo hiện nay xe ô tô mang biển kiểm soát 36A11047 hiện đang đậu đỗ sai quy định. Ai là chủ nhân của phương tiện trên nên di chuyển phương tiện về bãi đỗ xe theo quy định. Nếu không di chuyển, lực lượng công an giao thông thành phố sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Quý nhóc lập công. Điểm 9-10. Công an thành phố Cần Thơ thông báo hiện nay xe ô tô mang biển kiểm soát 36A11047 hiện đang đậu đỗ trên đường Hồ Xuân Hương. Ai là chủ nhân của phương tiện trên nên di chuyển phương tiện về bãi đỗ xe theo quy định. Nếu không di chuyển, lực lượng công an giao thông thành phố. Điểm 11-9. Các bạn nhìn sang đi giải này về như cục than. Điểm 12-9. Điểm 13-9. Rất là ngớ ngẩn. Điểm 10-13. Xong giải này chuẩn bị có cuộc đối công giữa Sang và Lam nha các bạn. Cao Sơn vô thay Lâm Tế nha các bạn. Điểm 14-10. Điểm 11-14. Điểm 15-11. Điểm 12-15. Dưới lưới hay sao? Tại phòng này kiện điểm 13-15. Điểm 16-13. Chúng tôi xin thông báo. Bóng ngoài. Bóng chạm tay trắng ở ngoài nha các bạn. Điểm 14-16. Bóng ngoài. Công viên ta điểm 6 mặc váy hoa màu hồng. Tại ai thì cháu ở đây xin đưa về trạm chuyển hành bãi điểm. Điểm 15-16.
bóng ngoài. Điểm 17-15. Điểm 18-15. Điểm 16-18. Điểm 17-18. Tiếp tục là Lý Quốc phá bóng. Dư bát Tim Cao Sơn đang kiện cáo nha các bạn. Điểm 19-17. Điểm 18-19. Bóng ngoài. 19-19. Bóng ngoài. Điểm 20-19. Quá kịch tính rồi các bạn. Quá hay. Điểm 20-20. Đều quá kịch tính rồi. Nhắn tin về nhà. Anh Đỗ Thủ Ứng ở bố mẹ. Nhắn tin về nhà. Anh Đỗ Thế Ứng ở Long Biên, Hà Nội, nhắn tìm con gái tên Đỗ Thị Hân. Điểm 22-21. Đỗ Thế Hương 19 có bố mẹ được rồi. Ngoài luôn.